vườn ao chuồng, VAC phương pháp vườn ao chuồng. Dẹp. Đây có vườn măng cục. Nhưng mà hình như ăn mấy năm rồi nên nó cũng muốn tàn à. Cục mới trồng tàn. Ở dưới là ao cá nè, hồ sen nè. Trên là trồng cây ăn trái nè. Mít tú nữ nè. Đó. Bây giờ mình sẽ review cho các bạn mít tú nữ nha. Nãy giờ mình review măng cục, ô châu riêng, mít. Giờ qua mít. Phương pháp trồng mít gian sông Sài Gòn. Cực kỳ siêu trái, trầu trái mê chưa. Mít tú nữ. Ở Việt Nam đất phì nhiêu lắm. Bốn mùa cây trái. Nay gần mùng 5 tháng 5 à. Đặc biệt là trái cây rất nhiều. Các bạn muốn ăn mít. Các bạn muốn ăn sầu riêng vườn, mít vườn, cây trái vườn, măng cục vườn thì cứ liên hệ mình comment bên dưới. Đây, mình chia sẻ dắt các bạn tận vườn tham quan mua mô hình vườn ao chuồng. Ao nuôi cá nè, thấy lãng mạn chưa? Trên thì trồng cây nè. Đẹp chưa? Bán luôn nha các bạn, mít. Đó, muốn cái gì cũng có. Mít Thái cũng có, mít hạt lép cũng có, mít tú nữ cũng có. Sầu riêng thì mình đó chia sẻ thằng kia đó. Đây, măng cục cả vườn luôn nha các bạn. Gốc phe của em bắt đầu các bạn muốn mua thì đây, cây trái sạch. Cứ comment bên dưới. Mình dắt các bạn tận vườn lựa chọn và mua nha. Ừ. Coi cái địa bàn đẹp cực kỳ, view đẹp cực kỳ luôn. Ở dưới nuôi cá nha các bạn. Trên trồng cây, mít các loại, giá hữu nghị phải chăng. Các bạn mua thì mình dắt tận nơi cho các bạn. Không cần lấy tiền cò đâu nha. Đây, có ao cá Bắc Hồ của ông Đoàn Văn Hiệp, Bân Cầu Thanh Tiền, Dầu Tiếng, Bình Dương nha. Các bạn lên dốc đầu ngay cái cổng chợ Bân Cầu kiếm ông Đoàn Văn Hiệp thì người ta sẽ dắt các bạn ra đây. Nguyên một cái khu vườn mít, nguyên một khu vườn sầu riêng, nguyên một khu vườn măng cục, kể cả hồ sen, ao cá, nhà vườn. Đó, có cái chòi. Đây. Nhớ lên tới cổng chào nha. Các bạn muốn mua sầu riêng sạch thì cứ lên ngay cổng chào. Tìm Đoàn Văn Hiệp. Đó, đây nè. Chỗ lý tưởng cho các bạn ăn nhậu bạc ti nè. Cái này là fan cuồn FC măng cục sầu riêng, người ta ra đây người ta tặng cho cái bàn này luôn. Đó. Fan cuồn VAC. Đây, hồ sen. Ok, giờ mình kết thúc ở đây nè. Nói vậy chứ các bạn cần mua trái cây sạch sầu riêng măng cục chôm chôm mít các kiểu thì các bạn comment bên dưới mình sẽ dắt các bạn đi. Còn không như hồi nãy mình chia sẻ, cứ lên ngay cổng chào ấp Bân Cầu thì các bạn cứ tìm Đoàn Văn Hiệp nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Yeah.